Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6 Đà Nẵng thực hiện siết chặt giãn cách để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Cùng với việc tuyên truyền thì hiện nay, các đơn vị địa phương cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn để nhắc nhở và xử lý các trường hợp không tuân thủ giãn cách. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại quận Ngũ Hành Sơn. Đây là buổi tuần tra lưu động thường ngày của lực lượng công an phường Mỹ An trong suốt những ngày qua. Không chỉ các tuyến đường chính, lực lượng tuần tra còn đi vào tận các kiệt hẻm để kịp thời phát hiện, nhắc nhở trường hợp người dân không tuân thủ đúng cách ly, nhà với nhà và ai ở đâu thì ở yên đó. Công an phường được triển khai hiện nay là 3 tổ tuần tra là phục vụ khép kín địa bàn. Phối hợp với quá trình tuần tra thì phối hợp với các tổ COVID cộng đồng tại khu vực dân cư, nhất là khu vực kiệt hẻm, tuyên truyền, vừa nhắc nhở, vừa xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định. Chúng tôi đã thành lập 43 ban điều hành ở khu dân cư và 6 tổ xử lý phản ứng nhanh để hỗ trợ cho các tổ ban điều hành để tăng cường kiểm soát trong khu dân cư thường xuyên. Một ngày từ 2 đến 3 ca tuần tra kiểm soát trong khu dân cư. Thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố, từ ngày 16 tháng 8, quận Ngũ Hành Sơn đào chắn các tuyến đường ở các khu dân cư và thiết lập 82 chốt kiểm soát, đảm bảo lực lượng túc trực kiểm soát trên địa bàn để kiểm soát chặt các trường hợp ra vào, làm chặt từ bên ngoài, còn ở bên trong, các tổ tuần tra kiểm soát cơ động khép kín địa bàn đến từng tổ dân phố, khu dân cư, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, cũng như xử lý các trường hợp vi phạm. Từ ngày 16 tháng 8 đến nay, đã có 8 trường hợp bị xử lý, trong đó xử phạt 4 trường hợp với số tiền 30 triệu đồng. Lưu động trên địa bàn phường là tăng cường kiểm tra các tuyến đường lớn trên địa bàn phường, đồng thời cũng kiểm tra các địa kiệt hẻm trên địa bàn phường. Đồng thời là chúng tôi cũng có chỉ đạo cho tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền ở tại các khu dân cư bằng nhiều hình thức, bằng loa tuyên truyền, bằng tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp cho các tổ COVID cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cố gắng là hạn chế thấp nhất cái việc nhân dân đi ra đường và tuyệt đối ở nhà, không đi ra ngoài đường để hạn chế lây lan dịch bệnh. Đã bước sang ngày thứ 6, siết chặt giãn cách, theo ghi nhận cho thấy các tuyến đường tại quận Ngũ Hành Sơn vắng vẻ. Ngoài lực lượng thực thi công vụ và các trường hợp đi xét nghiệm, tiêm chủng, thì còn lại người dân đều chấp hành tốt. Ai ở đâu thì ở đó, góp phần chung tay cùng thành phố sớm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.